vứt cái máy đi. Khó chịu, bực tức hay thậm chí có những hành động mất kiểm soát. Đây là những hình ảnh mà những người dân phản ứng lại trong quá trình xử lý của lực lượng chức năng khi có chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc quyết tâm dẹp vỉa hè. Trong một tháng cao điểm ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục tuyên truyền nhắc nhở thay đổi ý thức của người dân dưới nhiều biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp vì miếng cơm manh áo vẫn khó có thể chấp hành. Và khi lực lượng chức năng có mặt thì họ lại nháo nhác chạy như thế này. Vâng, vừa rồi là một đoạn hình ảnh của phóng sự mà phóng viên của VTC thực hiện gần đây. Hành động quyết liệt ra quân ồ ạt trên toàn địa bàn thành phố. Những hình ảnh như thế này cách đây không lâu khi Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023. Đã 5 tháng trôi qua, hiệu quả ban đầu thì rõ rệt, rất nhiều những hàng quán vỉa hè bị dẹp. Thậm chí như quý vị và các bạn vừa xem phóng sự của chúng tôi thì có những hàng quán còn nháo nhác chạy vì sợ bị phạt tiền. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại để duy trì được việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, hạn chế kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, lấn chiếm làm bãi trông giữ xe thì lại là một câu chuyện khác. Thưa quý vị, đã 5 tháng kể từ khi thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đồng loạt ra quân để xử lý việc vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ các bãi xe trái phép, thì cho đến thời điểm hiện tại mọi thứ lại trở lại với khung cảnh như những lúc ban đầu. Những người đi bộ thì vẫn phải đi dưới lòng đường, và ở trên phía vỉa hè thì những hàng quán vẫn tiếp tục bày bừa một cách ngang nhiên, và người đi bộ dĩ nhiên không có một khoảng trống nào để có thể di chuyển trên vỉa hè. Đây là hình ảnh trên con phố chuyên bán mặt hàng đồ chơi lớn nhất thành phố Hà Nội, đó là phố Hàng Mã. Dưới lòng đường, xe cộ thì tấp nập di chuyển ngược xuôi. Tuy nhiên, chính phần đường này cũng là nơi di chuyển của những người đi bộ, vì đơn giản trên vỉa hè là nơi bày bán những mặt hàng như thế này. Không còn một khoảng trống và cũng chẳng còn một kẽ hở nào còn được trừ lại cho người dân đi bộ. Và đã từ lâu, đây được coi là một trong những tuyến phố coi như nghiễm nhiên không có vỉa hè. Thưa quý vị, phía sau tôi là biển bảng với rất nhiều những cái tên như mì vằn thắn, sủi cáo hay là hủ tiếu. Nhưng điều đặc biệt ở đây là quý vị quan sát được biển bảng này lại nằm ở ranh giới lòng đường và vỉa hè. Ở khung hình trước thì chúng tôi đã có mặt tại phố Hàng Mã, nơi kinh doanh mặt hàng buôn bán đồ chơi trẻ em. Còn ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phố Hàng Chiếu, một trong những nơi buôn bán mặt hàng ăn uống lớn nhất tại Hà Nội. Như quý vị quan sát được ở phía sau tôi thì những chiếc bàn ghế của các hộ kinh doanh vẫn đang được bày trên vỉa hè. Và khu vực ở dưới giáp ranh giữa lòng đường và vỉa hè thì lại là nơi để những chiếc xe của những vị khách hàng. Những quầy bán nước mía, bánh rán, hủ tiếu, mì vằn thắn và rất nhiều thứ khác, tất cả đều đang được bày bán trên vỉa hè và đến sát tận lòng đường. Không có sự nhắc nhở nào, và người dân kinh doanh buôn bán ở đây cũng coi đó là điều nghiễm nhiên được sử dụng vỉa hè. Lâu dần thì thành quen, và những hộ dân ở đây đã kinh doanh hàng chục năm nay như thế, và như thế chẳng có điều gì có thể thay đổi được. Dẫu cho cũng có một thời gian ra quân quyết liệt của Ban chỉ đạo 197, thế nhưng khi người dân đến những hàng quán này để ăn uống thì họ lại coi đây là một câu chuyện hết sức bình thường tại Hà Nội. Khu vực cơ quan không đỗ ô tô, xe máy, xe đạp không bán hàng rong trên vỉa hè. Tuy nhiên như quý vị đang thấy ở đây, những chiếc ô tô như thế này vẫn đang đỗ trên vỉa hè một cách ngang nhiên. Và phía sau tôi là hàng loạt những dãy xe máy đang được trông giữ một cách trái phép. Ngoài những hàng ăn và quán kinh doanh, việc dọn dẹp vỉa hè còn là một câu chuyện nan giải với những địa điểm trông giữ xe trái phép trước các bệnh viện hay cơ quan nhà nước. Dù là có biển cấm dừng đỗ, cấm bán hàng hay cấm gì đi chăng nữa,
thì trên vỉa hè, ô tô vẫn đỗ, xe máy vẫn được trông giữ hiên ngang mà chẳng có bất cứ một cơ quan chức năng nào can thiệp. Bọn em thấy cái vỉa hè là cái nơi nói chung là nó là chung của mọi người thôi, nhưng mà một số gia đình đã tận dụng cái miếng đất trước nhà mình để đậu ô tô để buôn bán, nói chung là cũng hơi bất tiện cho người dân anh ạ, cho người qua lại nữa. Cái tình trạng này gọi là có xử lý thôi, nhưng mà nó vẫn thường xuyên diễn ra, gọi là nó giảm không đáng kể, nói chung là vẫn còn rất nhiều. Đặc biệt vào những cái giờ cao điểm ấy, và cộng với cái khoảng cộng trùng với cái khoảng mà họ buôn bán và nhiều khách hàng đến đấy, thì gần như là phần đường này không thể đi được. Chắc là cái này chắc phải xử phạt răn đe thì mới ấy được, không thì cứ đuổi dẹp cái này, ông một lúc xong người ta lại ấy ra bình thường. Đây là hình ảnh của lực lượng chức năng trong quá trình tuyên truyền xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán cá nhân. Quyết liệt và cứng rắn để xử lý triệt để những trường hợp không tuân thủ, đó là phương châm của thành phố Hà Nội lúc đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như trở về thời điểm bắt đầu, cái thời điểm mà chưa có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Người dân trở lại với cuộc sống buôn bán ngoài vỉa hè. Họ vẫn phải kiếm sống, vẫn phải tìm đủ mọi phương thức để bay những mặt hàng của mình ra phía trước đường để tiếp cận với người mua. Rồi mọi chuyện như một vòng tuần hoàn, lặp đi và lặp lại, chẳng thể xử lý được triệt để vấn đề này nếu không có những phương án thực sự thuyết phục được đưa ra. Khi mà Ban Chỉ đạo 1/7 ra quân một cách quyết liệt, chúng tôi đã đi tuyên truyền cùng với đội cảnh sát giao thông trật tự quận Hai Bà Trưng. Và ở khu vực này, những cửa hàng hoa đã tuân thủ một cách hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khi là chúng tôi quay lại sau 5 tháng thì như quý vị đang thấy ở đây, khoảng cách giữa những cửa hàng hoa và lòng đường thì đã bắt đầu thu hẹp một cách đáng kể. Và cứ như cái đà như thế này, mọi chuyện lại trở về với câu chuyện như chưa hề có cuộc ra quân.